Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Huyện ta tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đảng ta 90 mùa xuân tại các địa phương trên địa bàn huyện. Năm 2019, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện đạt 36.349 tấn, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 3 tháng 2, huyện ủy Tĩnh Gia đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Trần Văn Hải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, Phạm Văn Ninh, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, các đồng chí thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo các xã thị trấn, bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và Đảng bộ huyện Tĩnh Gia. Theo đó, cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 6 tháng 12 năm 1930 tại nhà đồng chí Nguyễn Văn Giảng ở làng Hồ Thượng trước cổng Phủ Lị Tĩnh Gia, nay thuộc xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, chi bộ đảng đầu tiên của huyện Tĩnh Gia được thành lập, gồm 5 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Giảng làm bí thư chi bộ và thảo luận quyết định những chủ trương vắn tắt của chi bộ. Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời trên quê hương Tĩnh Gia đã mở ra bước ngoặt mới. Từ đây phong trào cách mạng của Tĩnh Gia có Đảng trực tiếp lãnh đạo và tham gia một cách tự giác vào cuộc vận động cách mạng của cả nước. Sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh, Đảng bộ huyện Tĩnh Gia đã lãnh đạo nhân dân trong huyện phấn đấu vượt khó, phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, tạo ra động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn toàn diện. Chỉ tính riêng trong năm 2019, tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện Tĩnh Gia đạt 8,21%, không tính nguồn vốn FDI, đầu tư trong khu kinh tế Nghi Sơn, vượt kế hoạch đề ra. Công tác giải phóng mặt bằng, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, phát triển đô thị và đề án thành lập thị xã Nghi Sơn được tập trung chỉ đạo thực hiện. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Tĩnh Gia không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ một chi bộ với 5 đảng viên ngày đầu thành lập, đến nay, Đảng bộ huyện Tĩnh Gia đã có hơn 11.000 đảng viên, sinh hoạt ở 60 đảng bộ chi bộ cơ sở trực thuộc. Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Văn Hải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, Phạm Văn Ninh, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đã trao huy hiệu đảng cho 10 đồng chí 60 và 65 năm tuổi đảng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Văn Hải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy nhấn mạnh: Thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ 25 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện rất quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện, như tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9, kỷ niệm 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Tĩnh Gia, mùng 6 tháng 12, 1930, mùng 6 tháng 12, 2020.
nhận thức rõ những tiềm năng, lợi thế và những cơ hội vận hội mới của huyện đang có, đồng thời nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình với sự phát triển đi lên của tỉnh, của đất nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tĩnh Gia đang quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu thi đua nhằm bứt phá đi lên mạnh mẽ, góp phần xứng đáng cho sự nghiệp phát triển thịnh vượng của tỉnh Thanh Hóa, xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ huyện, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2015-2020. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26, tạo tiền đề vững chắc để toàn huyện bước vào thời kỳ 2020-2025 với quyết tâm mới, khí thế mới và thành công mới. Với niềm tin phấn khởi, tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ huyện, tôi trân trọng kính chúc các đồng chí đại biểu, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang cùng toàn thể các đồng chí và nhân dân trong huyện mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới, thắng lợi mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sáng ngày 3 tháng 2, đoàn đại biểu của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể huyện Tĩnh Gia đã tới dâng hương tại khu di tích lịch sử Đảng bộ huyện Tĩnh Gia, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện tại xã Tân Dân, nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Trần Văn Hải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, Phạm Văn Ninh, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các ngành, đoàn thể cấp huyện, cấp ủy chính quyền xã Tân Dân. Kính cẩn dâng nén tâm hương, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng các ban ngành đoàn thể cấp huyện đã bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao của các đảng viên, tiền bối đã có công sáng lập, giáo dục và rèn luyện trong những ngày đầu thành lập Đảng Cộng sản đầu tiên ở huyện Tĩnh Gia. Với niềm tin, ơn Đảng, ơn Bác Hồ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tĩnh Gia nguyện đoàn kết một lòng, tự tin bước vào thời kỳ phát triển mới, khắc phục khó khăn, chung sức đồng lòng xây dựng Tĩnh Gia trở thành đô thị văn minh hiện đại. Ngày 1 tháng 2, Đảng bộ xã Thanh Thủy tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và Đảng bộ huyện Tĩnh Gia, tự hào với những thắng lợi to lớn mà nhân dân ta đã giành được, từ đó vun đắp thêm niềm tin, sự vững vàng kiên định mục tiêu trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Trong chặng đường đó, năm 1960, Đảng bộ xã Thanh Thủy được thành lập là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu phong trào cách mạng của xã nhà, truyền kịp theo phong trào cách mạng chung của cả nước. Đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Thủy đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết nhất trí, kiên trì phấn đấu giành nhiều thành tựu về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Từ đó, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, đề nghị Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Thủy tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ra sức lao động, sản xuất, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020. Đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, xây dựng quê hương ngày càng văn minh và giàu đẹp.
Nhân dịp này, Đảng bộ có 5 đồng chí được trao huy hiệu 60 năm, 40 năm tuổi Đảng. Sáng ngày 2 tháng 2, Đảng bộ xã Ngọc Lĩnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Tới dự và chúc mừng có đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, các đoàn thể chính trị xã hội và các lão thành cách mạng, đảng viên tiêu biểu xã Ngọc Lĩnh. Trong không khí trang trọng của lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử ra đời, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ thực tiễn cách mạng đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là nhân tố quan trọng quyết định đến mọi thắng lợi của lịch sử dân tộc. Từ cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đến xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tin tưởng. Trong hoàn cảnh chung của đất nước và yêu cầu của cách mạng địa phương, từ năm 1945 đến năm 1948, có trên 40 đảng viên của xã Ngọc Lĩnh lúc bấy giờ thuộc Tổng Liên Trì, Phủ Tĩnh Gia, sinh hoạt tại các chi bộ Việt Hòa, Lê Hồng Phong thuộc Đảng bộ xã Châu Dương. Đặc biệt, sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, theo chủ trương của cấp trên, Ngọc Lĩnh được tách ra từ xã Châu Dương và thành lập chi bộ đảng đầu tiên. Trong giai đoạn năm 1954 đến năm 1960, chi bộ xã đã trải qua 4 kỳ đại hội với các quyết nghị quan trọng, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vừa sản xuất vừa chiến đấu. Tháng 5 năm 1961, xã Ngọc Lĩnh chính thức thành lập đảng bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với những đóng góp to lớn trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, Đảng bộ và nhân dân xã Ngọc Lĩnh đã được nhà nước trao tặng 2 huân chương chiến công hạng 2, hạng 3. 8 năm liền, lực lượng vũ trang được công nhận đơn vị quyết thắng. 380 huân huy chương cho các cá nhân. Bước vào thời kỳ đổi mới cho đến nay, Đảng bộ đã vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tế địa phương để xây dựng quê hương Ngọc Lĩnh phát triển về kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ xã Ngọc Lĩnh, tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong giai đoạn tới, Đảng bộ và nhân dân xã Ngọc Lĩnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương và xã nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị xã hội trong sạch vững mạnh, tổ chức thành công đại hội các chi bộ Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, tổ chức, xây dựng và phát triển quê hương đất nước giàu đẹp. Cũng tại lễ kỷ niệm, Đảng bộ xã Ngọc Lĩnh đã tổ chức trao huy hiệu 60 năm, 55 năm, 40 năm tuổi Đảng cho các lão thành cách mạng. Trong dịp này, Đảng bộ xã Nguyên Bình cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Long, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự. Diễn văn tại lễ kỷ niệm đã nêu bật những công lao to lớn, những thăng trầm và thành tựu lãnh đạo cách mạng, phát triển kinh tế xã hội đất nước qua 90 năm ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ huyện Tĩnh Gia và Đảng bộ xã Nguyên Bình. Theo đó, cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 20 tháng 7 năm 1954, chi bộ Phạm Hồng Thái chia thành hai chi bộ Nguyên Bình và Bình Minh. Từ đó, chi bộ Đảng xã Nguyên Bình chính thức được thành lập với 120 đảng viên sinh hoạt tại 8 tổ đảng. Trong những năm qua, Đảng bộ xã Nguyên Bình đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tiền phong gương mẫu, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nhờ đó, đời sống của nhân dân ngày một được nâng lên, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại buổi lễ, Đảng bộ xã Nguyên Bình đã trao huy hiệu 30 năm, 40 năm, 50 năm, 55 năm tuổi Đảng cho 8 đảng viên. Ngày 3 tháng 2, Đảng bộ xã Hải Hà
tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, 35 năm ra đời phát triển và trưởng thành của Đảng bộ xã Hải Hà. Theo đó, tháng 2 năm 1985, huyện ủy Tĩnh Gia ra quyết định thành lập Đảng bộ xã Hải Hà với 86 đảng viên sinh hoạt ở 5 chi bộ. Đến nay, Đảng bộ xã đã có 13 chi bộ với 202 đảng viên. Trải qua 9 nhiệm kỳ đại hội, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân trong toàn xã, hợp sức hợp lòng, phát huy nội lực, khai thác tiềm năng sẵn có, tranh thủ sự hỗ trợ của huyện nhà, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Năm 2020, Đảng bộ và nhân dân trong xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mà trọng tâm là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân, phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ, đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 10, tiến tới đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong dịp này, Ban Thường vụ Đảng bộ xã đã trao hơn 200 suất quà cho cán bộ đảng viên nhân dịp đầu xuân Canh Tý, lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 1, tức ngày mùng 6, mùng 7 Tết Canh Tý, Ủy ban nhân dân thị trấn đã sôi nổi tổ chức giải bóng chuyển hơi mở rộng. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể chính trị xã hội thị trấn Tĩnh Gia. Tham dự thi đấu giải bóng chuyền hơi nam mở rộng năm nay có 130 vận động viên đến từ 14 đội chơi của 8 thôn và 6 tiểu khu. Các đội chơi thi đấu theo thể thức vòng tròn loại trực tiếp. Các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả và cổ động viên những pha bóng đẹp mắt, kịch tính và hấp dẫn. Đây là dịp gặp gỡ giao lưu đầu xuân của thị trấn mới kể từ khi sáp nhập, tạo không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, nó còn là một hoạt động duy trì nếp sống văn hóa trong mỗi dịp Tết đến xuân về và tiếp tục phát huy, hưởng ứng phong trào rèn luyện, thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội chơi đến từ tiểu khu 2, giải nhì thuộc về thôn Xuân Hòa và đồng giải 3 là tiểu khu 3 và tiểu khu 1. Và cũng trong tối ngày 1 tháng 2, tức ngày 8 tháng Giêng Canh Tý, Ủy ban nhân dân thị trấn đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Tới sự có đồng chí Lê Vinh Sớn, Bí thư Đảng bộ thị trấn, Nguyễn Đức Thuận, Phó Bí thư thường trực Đảng bộ thị trấn, Lê Trương Được, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn, đại diện các cơ quan đơn vị và toàn thể nhân dân. Tham gia đêm giao lưu văn nghệ có 20 tác phẩm được dàn dựng công phu đến từ 20 đơn vị là các tiểu khu, các thôn và 6 nhà trường. Các tiết mục văn nghệ hát múa chủ yếu ca ngợi về Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và quê hương Thanh Hóa đang từng ngày đổi mới phát triển. Trong đó phải kể đến những tiết mục đặc sắc như Đảng đã cho ta một mùa xuân của thôn Đông Hải, Việt Nam quê hương tôi của trường tiểu học thị trấn, lời ca dâng Bác đến từ đội văn nghệ từ khu 6, mái đình làng biển của trường mầm non thị trấn, đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác của thôn Tiền Phong, Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi của đội văn nghệ trường tiểu học Hải Hòa. Các đơn vị đã đem đến cho khán giả những tiết mục văn nghệ đặc sắc với lời ca tiếng hát điệu múa của diễn viên không chuyên, với nhiều cung bậc cảm xúc phấn khởi vui tươi của đất trời vào xuân, đặc biệt là trong không khí cả nước hân hoan chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Đây còn là một hoạt động văn nghệ quần chúng, thắt chặt tình đoàn kết các khu dân cư của một thị trấn mới, vừa thực hiện sáp nhập. Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện Tĩnh Gia đạt 36.000
349 tấn, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 33.772 tấn, tăng 12,2% cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 2.577 tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Hiện nay, huyện Tĩnh Gia có 2.363 tàu với tổng công suất là 233.351 TV. Trong đó, tàu khai thác hải sản xa bờ có công suất từ trên 90 TV là 752 tàu. Tàu khai thác thủy sản ven bờ có công suất từ 20 TV trở lên là 909 tàu. Trong năm 2019, cấp ủy chính quyền huyện và các địa phương trên địa bàn đã tập trung chỉ đạo các địa phương, động viên bà con ngư dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khai thác, chế biến, nuôi trồng thủy hải sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng với đó, nghề vây khơi, nghề mành câu mực sứa được ngư dân doanh nghiệp áp dụng và đưa vào sản xuất, đánh bắt, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng thủy sản. Trong năm 2019, huyện Tĩnh Gia cũng đã triển khai luật thủy sản năm 2017, triển khai thực hiện các thông tư số 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2018, ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Quyết định 35/2019/QĐ-UBND ngày 5 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định tiêu chí đặc thù đối với đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, hoạt động trên biển, hoạt động trong nội địa. Đồng thời, huyện cũng đã phối hợp với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và Ban Quản lý Dự án Bảo vệ nguồn lợi vì sự phát triển bền vững. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức 6 lớp tập huấn về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản bền vững với trên 350 hộ dân tham gia tập huấn. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, viết nên những trang sử vàng chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhất là sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã giành được những thành tựu rất to lớn và toàn diện. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Cách đây tròn 90 mùa xuân, ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng ta ra đời, đã soi rọi ánh hào quang, mở đường cho quốc dân, đồng bào bước ra khỏi bóng tối lầm than nô lệ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã từng bước xây dựng đất nước Việt Nam thống nhất, toàn vẹn, từng bước khẳng định được vị thế trên trường quốc tế. Công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng cũng như đổi mới đất nước hôm nay tiếp tục được Đảng và nhà nước ta thực hiện một cách mạnh mẽ, bài bản, từ đó thắp sáng niềm tin, thổi bùng khát vọng để quân và dân cả nước tiếp tục lao động, sáng tạo, cống hiến. Cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 6 tháng 12 năm 1930 tại nhà đồng chí Nguyễn Văn Giàng ở làng Hồ Thượng, trước cổng phủ lỵ Tĩnh Gia, nay thuộc xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia. Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Tĩnh Gia được thành lập, gồm 5 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Văn Giàng làm bí thư chi bộ và thảo luận, quyết định những chủ trương vắn tắt của chi bộ là tăng cường công tác xây dựng Đảng, chú trọng cả về số lượng và chất lượng, lựa chọn những đảng viên tân Việt và thanh niên có xu hướng tiến bộ, vận động, giáo dục, kết nạp vào Đảng, đồng thời tích cực xây dựng tổ chức quân chúng, tổ chức in truyền đơn, may cờ đỏ búa liềm, chuẩn bị kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời trên quê hương Tĩnh Gia đã mở ra bước ngoặt mới. Từ đây, phong trào cách mạng của Tĩnh Gia có
có Đảng trực tiếp lãnh đạo và tham gia một cách tự giác vào cuộc vận động cách mạng của cả nước. Từ hạt giống đỏ này, phong trào cách mạng đã lan tỏa khắp nơi trong toàn huyện. Với mục đích lý tưởng của Đảng, phẩm chất cách mạng cao đẹp của những đảng viên chi bộ Cộng sản đầu tiên huyện Tĩnh Gia đã khắc sâu trong tâm trí quần chúng niềm tin bất diệt vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã tạo ra bước phát triển mới trong phong trào đấu tranh cách mạng, góp phần cùng quân và dân cả nước đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn. Sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân trong huyện phấn đấu vượt khó, phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài, tạo ra động lực mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, năm 2019, với tinh thần chủ động, quyết liệt, đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ chính quyền đã lãnh đạo nhân dân toàn huyện nỗ lực phấn đấu và vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi khá toàn diện nhiệm vụ chính trị. Nhờ đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất trong năm 2019 đạt 8,21%, không tính nguồn vốn FDI đầu tư trong khu kinh tế Nghi Sơn vượt kế hoạch đề ra. Công tác giải phóng mặt bằng, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, phát triển đô thị và đề án thành lập thị xã Nghi Sơn được tập trung chỉ đạo thực hiện. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền các cấp, góp phần làm chuyển biến trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và các xã thị trấn. Những kết quả đạt được là tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm tới và là cơ sở hướng tới Tĩnh Gia được công nhận là thị xã vào năm 2020. Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, vượt qua biết bao khó khăn thử thách, được rèn luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, Đảng bộ huyện Tĩnh Gia không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ một chi bộ với 5 đảng viên ngày đầu thành lập, đến nay, Đảng bộ huyện đã có hơn 11.000 đảng viên sinh hoạt ở 60 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc. Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân giành được những thành tựu to lớn, được Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều phần thưởng cao quý. Và ngày nay, tiến hành lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, đô thị hóa. Xuân Canh Tý đã về, một năm mới với nhiều ước vọng và niềm tin vào tương lai tươi sáng của huyện Tĩnh Gia trong những chặng đường tiếp theo. Cùng với những kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Tĩnh Gia đạt được trong năm 2019 là nguồn động viên to lớn, là hành trang vững chắc để Tĩnh Gia bước vào năm 2020 tràn đầy niềm tin và kỳ vọng, có tính bước ngoặt lịch sử. Đó là năm huyện Tĩnh Gia hoàn thành một bước quyết định công cuộc đô thị hóa, toàn huyện trở thành thị xã Nghi Sơn. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự chung sức đồng lòng của nhân dân toàn huyện. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tĩnh Gia tiếp tục đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu,
hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng Tĩnh Gia trở thành đô thị văn minh hiện đại. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện Tĩnh Gia đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.